Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu rất là nổi tiếng Một chiếc Pinazello F12 Chiếc xe này thì được trang bị bộ group Slam Z rất là cao cấp Màu sơn cũng rất chi là đẹp Xe thì có size là size 42 Một size rất là nhỏ, size cực hiếm thì Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989 668 195. Hoặc bác nào ở gần em cũng xin mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại cửa hàng xe đạp xe điện Sâm Trang, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Xe về như nào là em trả các bác như vậy Có bị lỗi hay bị chảy xước gì Em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ Một chiếc đốc uh, ma F12 rất là xịn xò luôn Màu sơn thì cũng rất đẹp Đấy các bác nhìn không Độ mới rất là cao Đùi sram dép đồng bộ vào nguyên bản theo xe các bác nhé Rất là xịn xò xích thì cũng màu rất đẹp các không nhá màu tím tím đấy gầm xe thì cũng còn rất chi là mới tem mác đầy đủ các bác nhá không bị chảy xước gì đâu ạ à. tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi cả về hình thức chất lượng và giá cả nên các bác cứ yên tâm mua hàng khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh giấy tờ của xe khi ở bên nhật em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn hàng xịn và hàng chính hãng đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ nhật về các nhật bác nhé hàng chuẩn hàng xịn mà hàng kém chất lượng em đã không nhập về rồi huống chi nói đến hàng fake các bác nhá giấy tờ rất là đầy đủ các bác nhá còn nguyên giấy tờ luôn rất là xịn sò các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng, cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn. em sẽ đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế luôn nhé. Xe có size giống ngang là 46,5 Và giống đứng em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên Là 41,5 các bác nhé Chiếc xe này thì có giá khoảng là tầm 258 triệu Bác nào mà thích cái dòng xe này Phù hợp với size số của mình Phù hợp với tài chính của mình Thì cứ alo cho em theo số điện thoại em ghi trên màn hình đi ạ đấy các bác nhìn không? lốp cũng rất là xịn sò vành bánh lốp lắp tem mác đầy đủ vành là vành carbon vành zip 303 các bác nhé rất là xịn sò phanh sau sram z rất là cao cấp màu sơn thì cũng rất là đẹp các bác nhé lốp là 700 x 28 c xe thì được trang bị thêm một bình đựng nước này một đồng hồ và một cái đèn ạ yên là yên physics các bác nhá đầu là đầu mốt ạ tay cuốn tay phanh thì là sờ đồng bộ và nguyên bản theo xe cũng không bị rách hay bị chảy xước gì độ mới rất là cao phanh trước sờ đấy các bác nhìn không đẹp long lanh lóng lánh luôn ạ em sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo zip 303 700 x 28 c rất là xịn sò make in pháp nhá các bác nhá đấy lốp và lốp make in pháp đấy ạ tất cả đều còn đồng bộ và nguyên bản theo xe hết ạ mặt trái mặt phải đằng trước đằng sau thì em chưa thấy một gân gợn chảy xước nào các bác nhé rất là xịn sò luôn khung sườn thì rất là bóng màu sơn thì rất là đẹp ạ đùi đĩa thì cũng còn rất chi là mới có hai tầng đĩa tầng ngoài là 46 răng và tầng trong là 33 răng độ mới rất là cao các bác nhé các bác nhìn là biết độ mới của nó như thế nào rồi để clip cũng còn rất chi là mới ạ sang số bằng bluetooth không dây các bác nhé rất là diễn so luôn Gọi là một siêu phẩm Không tì vết Màu sơn thì cũng rất là đẹp ạ Vành là vành Zip 303 rất là xịn sò một uh, em đốc ma phun carbon cọc in nguyên bản cho xe các bác nhé đèn hậu đằng sau đấy các bác đấy in là in physics rất là xịn sò luôn Vâng, đó là tổng thể một chiếc Pinazello F12. Xe được được trang bị bộ group SRAM Z rất là cao cấp, một siêu phẩm không tì vết. Size thì size cực hiếm, sơn thì cũng rất là đẹp. Size của hãng là size 42, là một size nhỏ nhất đấy các bác. Thì bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì cứ alo cho cửa hàng. À, cảm ơn các bác đã xem video của em các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng chia sẻ bạn bè giúp em em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau em xin chào các bác ạ